Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một con xe máy múc điều khiển từ xa. Nhưng đây là chiếc cũ thôi, mình nhận nâng cấp lên đời cũng như là tăng trang lại cho con này, nên sẵn tiện mình làm video review cho anh em luôn. Và nếu các bạn nào muốn mua con này mới á, thì mình thấy con này hiện tại đang được bán với giá tầm khoảng 2 triệu rưỡi một con. Chỗ nào rẻ thì tầm khoảng 2 triệu tư 40. Thì giờ review trước các hoạt động con này nha, tay điều khiển của con này. Nói chung là đồ cũ thôi anh em à, chưa có điều kiện để mua đồ mới để review cho anh em. Thì các hoạt động con này thì đây là tiếng lùi này, hai nút này sẽ là tiếng lùi nha các bạn. Đây bấm một lần là tiếng này. Lùi nè. Anh em quẹo nè. Rồi, còn mấy cái cần này á thì nó sẽ điều khiển cái tay múc này, thì mình sẽ tắt cái nhạc đi nha. Rồi, anh em sẽ điều khiển cái cần múc dựa trên hai cái này nha. Rồi đó là cách hoạt động của con múc này anh em ạ, chơi cũng khá là vui. Và thêm một điều nữa là cái con này nó có thể quay 360 độ nha. Những cái con giá rẻ thì nó sẽ không thể quay một vòng 360 được đâu. Đó, thì đây là một cái điều khá là hay. Rồi bây giờ mình sẽ bung con này ra, vệ sinh cũng như là xem bên trong nó có gì nha, bảo trì bảo dưỡng. Nó bị gãy cái khớp này các bạn, gãy hai khớp luôn nha. Và đây là cái khớp chịu lực nó khá là kém, theo như là cái anh chủ nói với mình là như vậy. Nên là mình sẽ fix lại cái này cũng như là nguyên cái cụm này để cho nó chơi cho nó chắc chắn hơn nha. Rồi chúng ta tiến hành bắt đầu video thôi. Rồi như vậy là mình đã bung sơ sơ cái phần thân ở phía trong. Còn cái phần tay múc này thì mình chưa có bung. Giờ mình vệ sinh phần thân trước nha, mình sẽ xử lý cái phần tay múc sau. We'll be right back.
Rồi chiếc này coi như là thua toàn tập. Cái này mình đã gắn cái bát vô này. Đây bát mình làm hai bát mới rồi. Xong cái mình thấy con công tắc hành trình nó có vẻ có vấn đề cho mình tháo ra. Mình định sửa lại con công tắc hành trình này xem là nó bị gì. Nhưng mà sau khi tháo ra xong rồi á thì bây giờ nó bị một cái bệnh rất là khó chịu, cái có thể là bị hư mạch luôn rồi. Đây có nghĩa là nó không còn kết nối với cái này nữa. Và đây là một cái bệnh rất là dở của đồ chơi Trung Quốc nha. Nó không có kết nối được nữa. Mặc dù là đèn sáng mọi thứ đều sáng hết nhưng mà bây giờ nó không có connect được với nhau. Cái lỗi cực kỳ khó chịu của những đồ chơi Trung Quốc. Thôi coi như là cái clip này làm cho vui rồi, xe này chắc mua lại luôn rồi. Chuyến này là lỗ toàn tập, lỗ nặng luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nếu các bạn nào thấy video này hữu ích thì có thể cho mình một like nha. Thật sự là quá chán à. Rồi hẹn các bạn trong những video tiếp theo.